Yeah, xin chào tất cả mọi người, mình là DJ Ngọc Quý. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái sản phẩm là người bạn thân thiết của mình trong vòng 1 năm qua, mic top sound TS-01. Yeah, yeah. Và đây là mẫu của năm 2024 nha mọi người. Rùng rắn lên mây. Yeah. Bây giờ mình sẽ unbox nhé. Ở trong này thì chúng ta sẽ có một cái tờ thông số kỹ thuật đây. Ok. Rồi, bỏ sang một bên. Một cái form rất là dày dặn và chắc chắn. Cái thứ hai là một cái sock mount. Thì nhiệm vụ của cái sock mount này là để giữ cho mic chúng ta sẽ được cân bằng, nó không bị tay chân đụng vào sẽ có những cái tiếng phục phục phục. Cuối cùng đến nhân vật chính của chúng ta hôm nay là mic top sound TS-01. Mic có một cái thiết kế vẻ ngoài rất là dễ chịu, dễ nhìn. Bên dưới đen và bên trên thì trắng rất là bắt mắt. Với cái mic này thì mình thấy cái giọng của mình rất là sáng và nó khá là bắt giọng. Đấy, khi thu xa như này. Đấy, cái mic mà mình đang nói và đang thu âm ở đây chính là top sound TS-01 tất nha mọi người. Khi mà mình nói xa như này thì mọi người vẫn nghe được rõ ràng nguyên cái giọng của mình. Thì nó nhạy hơn gấp khoảng 1,5 lần so với những cái mic bình thường khác. Để có được cái sản phẩm, để có được cái trải nghiệm tốt nhất thì mời mọi người hãy tới Hà Sơn Beatbox Store để dùng thử mic này nhé. Yeah, yeah.